Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách tạo mục lục trong Word. Ở cái phiên bản Word mình đang sử dụng là Microsoft Office 2016. Và với tất cả hầu hết các đời của các phiên bản của Microsoft thì cũng cái cách tạo mục lục trong Word cũng đều tương tự như nhau. Thì khi mà tạo mục lục trong Word thì cái ưu điểm là các bạn có thể dễ dàng quản lý các cái file văn bản mà có nhiều trang, ví dụ như các cái luận án, luận văn các thứ, thì các bạn có thể quản lý được các cái đầu mục từ chương, các cái tiêu điểm, tiêu đề đấy, là các bạn có thể quản lý được. Và các bạn có thể tìm kiếm nhanh nhất bằng cách là các bạn sẽ vào cái mục lục đấy, các bạn chỉ cần giữ phím Ctrl và kích vào cái số trang của cái đầu mục lục đấy thì nó sẽ ra cái phần mà bạn cần tìm kiếm, và từ đó thì các bạn chỉnh sửa nó sẽ dễ dàng hơn. Thì cái cách làm là đầu tiên nhé, là các bạn cần tạo các cấp độ hiển thị, và thứ hai là các bạn chọn cái kiểu mục lục để cho hiển thị. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn vào cụ thể chi tiết nhé. Thì mình có một cái file văn bản demo như này. Này, thì nó có rất nhiều các cái đầu mục, có rất nhiều chương, chương 1, chương 2, chương 3, và các cái đầu mục 1.1, 1.1.1, 1.1.2. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ kích vào cái thanh Reference này. Đấy. Và ở trong cái mục Table of Content này, bên cạnh này có phần Add Text nhé. Thì đầu tiên là các bạn cần chọn các cái đầu mục này để chọn cái cấp độ hiển thị. Đấy. Thì đối với dòng chương 1 này, mình sẽ chọn cái cấp độ hiển thị là Level 1. Các bạn kích vào phần Add Text và các bạn chọn vào Level 1 này. Đấy. Thì các bạn chỉnh lại. Đấy. Nó về cái phần bôi đen nhé. Tiếp theo chương 1 này. Đến chương 2. Chương 2 đây. Đấy, các bạn cũng chọn vào Level 1. Rồi. Tiếp theo là chương 3. Rồi, và mình thêm một cái văn kết luận ở đây, cũng vào thuộc cái level 1. Rồi, như vậy mà mình đã gán xong cái level 1 nhé. Tiếp theo là các cái đầu mục 1.1 hoặc là 2.1 hoặc 3.1 thì mình sẽ gán nó với level 2. Level 2 này. 1.1 này, 1.2 này. Level 2 này. Rồi. 2.1 này. Level 2 này. 2.2. Level 2 này. Các bạn lưu ý nhé, những cái này nó sẽ mặc định là theo cái thụt đầu dòng. Đối với cái level 2 sẽ thụt đầu dòng hơn so với level 1. Thì cái này các bạn vẫn có thể điều chỉnh được như bình thường nhé. Các bạn vẫn có thể điều chỉnh là cho nó tụt về đầu dòng. Đấy là tùy ý các bạn nhé. Tiếp theo 3.1 này. Level 2 này. 3.2. Level 2 này. Rồi, như vậy mình đã gán xong level 2. Và tiếp theo mình gán đến level 3. 1.1.1 này. Cái đoạn này mình làm nhanh các bạn nhé. Đây. Level 3 này.
cái này nó sẽ hơi mất công ở các cái phần bạn bạn tạo các cái cấp độ hiển thị nhé, bởi vì là nó sẽ đối với những cái văn bản dài thì hơi mất thời gian. Đây còn một cái 3.2 này mình quên chưa ấy. À đây mình cho level 2 rồi. Ok. Các bạn để ý nhé, đối với những cái nào mà nó có cấp độ rồi, khi mà các bạn kích vào trong cái phần đấy này nó sẽ hiển thị ra luôn. À, ok, như vậy là mình đã tạo xong các cái cấp độ hiển thị cho các cái phần đầu mục này. Và bây giờ để tạo cái mục lục nhé, thì các bạn cần phải tạo ra một cái bảng trắng. Thì mình ấn Alt Enter này, Ctrl Enter này, thì phần mục này, đầu mục này các bạn sẽ nhấn vào cái phần Table of Content. Và các bạn lựa chọn cái kiểu mục lục nhé. Này, ở đây có một số kiểu mục lục này. Đấy. Thì đây mình sẽ chọn cái này. Đấy. Như vậy là mình đã tạo được cái phần mục lục. Ở đây nha, thì các bạn có thể là như cái mình vừa nói ban đầu ấy, thì cái này nó quản lý nó sẽ dễ dàng. Tức là các bạn có thể tìm kiếm này. Ví dụ bạn muốn tìm đến cái mục 2.2.3 này. Đây thì các bạn chỉ cần giữ phím Ctrl và kích vào đây. Đấy thì nó sẽ nhảy đến phần 2.2.3. Còn cái mục này nó có chữ content này, các bạn có thể chỉnh sửa được nhé. Các bạn xóa ra đi. Bạn gõ từ mục lục. Mục lục. Các bạn để căn giữa đi. Rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo xong cái mục lục này. Cái mục lục này thì kể cả nhá, khi mà các bạn có chỉnh sửa trong cái phần văn bản phía bên dưới này. Đấy. Các bạn chỉnh sửa, bạn gõ thêm nội dung này, hoặc là bạn thay đổi cái tiêu đề này, thì sau khi chỉnh sửa xong nhé, các bạn kích vào cái phần mục lục này và các bạn nhấn vào cái mục là update table, là nó sẽ tự động cập nhật lại toàn bộ cái mục lục này của các bạn. Đó. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo mục lục trong Word. Đối với các phiên bản khác nhau, cơ bản đều là như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.